Mẹ vừa giặt quần áo mình hôm Chủ nhật vừa rồi, đồ thơm quá. Ngày thứ hai, đồ vẫn còn thơm quá. Ngày thứ tư và cả ngày thứ sáu, đồ thơm như vừa mới giặt hôm nay. Mẹ làm sao hay thế mẹ? Với Downy đậm đặc mới, có nhiều hương thơm mát, đậm đặc hơn nước xả vải loại thường. Như vậy, quần áo vẫn còn thơm suốt cả tuần. Hôm nay là thứ bảy, áo đầm vẫn còn thơm quá. Con biết không, mẹ giặt áo ấy cả tuần rồi đấy. Downy đậm đặc giữ cho hương thơm hơn và lâu hơn.